Cái này chứ đây có phải là bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An không thầy? Đúng rồi đó. À đúng rồi à, cảm ơn ba con nha. Chà chà chà, bệnh viện mới sửa sáng lại đẹp hơi sạch sẽ nữa chứ, tuyệt vời ơi. Ông nữa ơi, ông đi khám chưa rồi? À, cái này tôi phải nói cho ba nghe này. Răng rửa ông? Cái gối ở chân tôi đây này. Ừ. Được lần đầu chứ gì luôn. Tôi đã khám nhiều nơi, uống nhiều thứ thuốc mà có thể đờ không? Đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình này này, bác sĩ tư vấn tôi là thay khớp gối nhân tạo. Tôi đồng ý nghe theo. Bữa nay thấy sống đờ đau nhiều, đi mày lại đây dễ dàng hơn. Mày thì bữa nay bác sĩ hẹn tôi khám lại đó. Rồi. Ba lấy số chưa? Túi lấy này đi. Ôi thầy, chắc có thật. Đi mổ mà đi hết hát hại được biết. On ơi. Em chào hai bác ạ. Ở sáng sữa. Đấy có phải là bệnh viện chấn thương chỉnh hình không anh? Đúng đó. Mổ xuống ấy. Em ở trên con cuông xuống á. Cuồn cuông xuống. Đi cảm gì nữa? À, cái nữa. Nó nói được mô. Mỉ mặt à? Dạ. Này này này, cái đó được, đi mổ mà sao trọng hết cả mà được. Mất đẹp. Chờ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An có khóa thẩm mỹ lắm đẹp à? Con ơi, ăn nữa. Tôi đến đây á là tôi sửa cái lông mày này. Rồi tôi cắt cái mí này. Rồi nhận tiền nữa là tôi nâng thêm cái mũi này. Mà chưa hết nó. Tôi đến đây á là tôi còn trung tư tất cả lứa này. Nâng cái người tôi đơn cái mông. Các bạn thấy tôi có đẹp không? Wow, đẹp đó. Ôi, lắng rõ. Tôi hỏi cái ni, tôi đến đấy mục đích là muốn nâng cái mùi ni này. Thì có đẹp không hay? Được chứ. Cái mùi tẹt ni mà mân sống là đẹp nhất cái làng luôn. Anh đang làm cái gì vậy? Bác sĩ đừng có tiêm em. Được rồi, anh đứng lên đi ạ. Anh là... Dạ, em chào anh. Đấy là bệnh nhân khoa em ạ. Bệnh nhân khoa em ạ? Dạ, anh thông cảm. Bệnh nhân có tiên sử tâm thần, bị gãy tay, đã được mổ sóng và đang phục hồi chức năng tại khoa em. Xin phép anh, em đưa bệnh nhân về khoa ạ. Được rồi, em cho bệnh nhân về khoa đi. Dạ. Tâm thần nào, thần. Bây giờ anh theo điều dưỡng về dưới khoa điều trị tiếp nhá. Anh ơi, mình đi nha. Hóa ra là bệnh nhân tâm thần. Rửa mơ khi nãy dư cứ mân bác sĩ như thật đi nữa. Này này, mày có bác sĩ đến không chi hắn hành ta ra bà đâu. Thật đó.
có việc gì vậy anh? Bệnh nhân bị sao vậy? Người đi đây. Anh bình tĩnh đã. Bệnh nhân bị sao đi đâu? Anh cho bệnh nhân xuống cả đã. Được rồi, mời anh ra ngoài đã. Chào cụ ạ. À. Chào bác sĩ. Cụ ơi, cụ tên gì ạ cụ? Inua. Năm nay cụ bao tuổi rồi ạ? 76. Nhà cụ ở đâu ạ? Kỳ Sơn. Cụ ơi, cụ đau ở đâu ạ cụ? À, đau. Ở dưới này có đau không ạ cụ? Không. Bên này đau không ạ? Không. Ở đây đau không ạ? Không. Đây đau không ạ? Không. Sau lưng cụ đau không ạ? Không. Đây đau không ạ? À! Trường hợp này, bệnh nhân đau nhiều vùng đùi háng phải, nghĩ nhiều đến gãy phần trên của xương đùi phải. Em chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu, bất động và dùng giảm đau cho bà. Anh sẽ sang phòng cấp cứu ngay. Dạ. Cháu mời các bệnh nhân còn lại mình vào phòng khám theo thứ tự đợi khám ạ. Khám rồi. Anh có giấy tờ gì khám của bệnh nhân không ạ? Bác sĩ Chiến Huyền, bác sĩ Chiến Huyền đưa ta tới đi này. Mời anh xem ạ. Được rồi, em chuyển bệnh nhân sang phòng cấp cứu đi. Mời anh theo tôi ạ. Dạ vâng ạ. Đỡ đau hơn chưa ạ? Đỡ hơn rồi bác sĩ ạ. À. Dạ, thế là tốt rồi ạ. Mời người nhà bệnh nhân Inua. Ừ, ta đây, ta đây. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Sau khi thăm khám cho mẹ anh, tôi xin phép được giải thích cho anh về tình trạng bệnh của mẹ anh như sau. Trường hợp của mẹ anh là bị gãy cổ xương đùi. Đối với những cái bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi thì mình sẽ có hai hướng để điều trị. Hướng thứ nhất là mình không can thiệp mổ xẻ gì cả, để bệnh nhân nằm yên như vậy. Thì sau này mẹ anh sẽ không đi lại được nữa, chỉ tập cho bệnh nhân đỡ đau và ngồi dậy được thôi. Hướng thứ hai, nếu như anh muốn cho mẹ anh có thể đi lại như trước thì mình sẽ phải mổ cho bà. Mà độ tuổi 76, gãy cổ xương đùi sát trỏng như thế này thì phương pháp mổ là mình thay cái khớp háng ấy đi. Ồ, thay khớp háng là răng rồi. Bác sĩ Trần Huyền giới thiệu ta đến nhầm nơi rồi. Anh bình tĩnh đã, tôi cho anh xem phim của mẹ anh. Bên này là bên lành, bên này là bên gãy. Thay khớp háng có nghĩa là mình lấy toàn bộ phần gãy ra bên ngoài và thay vào đó bằng một cái khớp nhân tạo gần giống với cái khớp lành. Anh hiểu chưa ạ? Ồ, ta có hiểu chứ mô. Háng của mẹ ta răng thì để rửa chi. Mẹ ta không thay háng mô. Ta đã nói mẹ ta đi hái măng bị trượt chân ngã, chứ có phải gãy cổ mô. Về nhà ta đã biết thuốc lá, gọi thầy mo đến cung vài ngày là khỏi thôi mà. Không phải đâu anh ạ. Ý tôi muốn nói rằng á, trường hợp của mẹ anh là bị gãy cổ xương đùi ở đây này, chứ nó không phải là gãy cái cổ ở đây. Hơn nữa, nếu như anh cứ để cho mẹ anh nằm lâu một chỗ như thế này, có thể dẫn đến viêm phổi là phức tạp nữa đấy ạ. Ồ, sai rồi. Mẹ ta đi hái măng bị trượt chân ngã, chứ có ai đập vô phổi mô. Không phải đâu. Ý của tôi muốn nói với anh rằng á, nếu như anh cứ để cho mẹ anh nằm lâu một chỗ như thế này thì nó có thể dẫn đến viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét các cái điểm tì đè và nhiều các cái vấn đề phát sinh khác nếu như anh để bệnh nhân nằm lâu một chỗ. Giờ thì anh đã hiểu chưa ạ? Ồ, mẹ ta không mổ mô. Mẹ ta già rồi. Về nhà ta đắp ít thuốc lá là khỏi thôi mà. Với lại nhà ta không có tiền mô. Thôi cho mẹ ta về thôi. À, về vấn đề này thì tôi hiểu rồi. Anh bình tĩnh đã. Trường hợp như của mẹ anh đây không thể nào đắp thuốc lá mà khỏi được đâu. Tôi cho anh xem hình ảnh của những cái bệnh nhân nằm lâu một chỗ đắp thuốc lá hoại tử, thổi hết cả chân đây này. Ồ, ồ giảng ơi, nhìn gớm thật đó, nhìn sợ thật đó bác sĩ ạ. Đấy, anh nhìn thấy rồi đấy. Nếu như anh cứ kiên quyết để mẹ anh nằm lâu một chỗ đắp thuốc lá là có thể bị như vậy đấy. Hơn nữa, mẹ anh là người dân tộc thiểu số, bảo hiểm y tế 100%. Chúng tôi sẽ lựa chọn cái gói mổ thay khớp háng hợp lý, sẽ không mất nhiều tiền đâu.
Không những thế, ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An chúng tôi hiện nay cùng với chính sách của bệnh viện và khoa dinh dưỡng tiết chế có chế độ hỗ trợ những cái suất ăn miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi khuyên anh nên để mẹ anh lại đây điều trị. Nhưng mà mẹ ta già rồi thì có mù được không hả bác sĩ? Về vấn đề này thì anh yên tâm. Trường hợp như của mẹ anh đây, chúng tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân giống như vậy rồi, đã mổ thay khớp háng cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi hơn nữa, cả những bệnh nhân trên 100 tuổi nữa. Tôi cho anh xem, đây là hình ảnh của một bà cụ 89 tuổi sau mổ thay khớp háng bán phần tuần thứ tư, hiện tại đi lại rất là tốt. Tuyệt vời thật đó. Nâng cao được cái chất lượng cuộc sống, giảm nhẹ được cái gánh nặng chăm sóc cho người nhà. Được rồi thì mừng quá mẹ ơi. Không những thế, ở bệnh viện chúng tôi hiện nay còn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Tôi tin rằng mẹ anh sẽ sớm khỏe mạnh và đi lại được thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ăn thì không mất tiền, mổ thì mất ít tiền, rửa thì có mổ không à mẹ? Mần chi cũng được, mẹ không đau là được sẵn ơi. Rửa thì ta giao mẹ ta cho bác sĩ đó. Được rồi, cụ ơi, cụ yên tâm ạ, cháu sẽ mổ sớm cho cụ. Cụ sẽ sớm khỏe mạnh và đi lại được thôi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Đồng chí Tú. Dạ, có em ạ. Em hoàn tất hồ sơ, chuyển bệnh nhân lên khoa chi dưới điều trị cho anh. Dạ, em sẽ hoàn tất ngay ạ. Được rồi. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Anh đừng đến đi đã. Mừng quá bác sĩ ơi. Rửa là mẹ ta được cứu rồi bác sĩ ơi. Không sao đâu, anh cứ đứng dậy đi ạ. Thế là tốt rồi. Anh yên tâm, tất cả bệnh nhân đến đây với chúng tôi đều là con người nhà, được đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc với tinh thần lương y như từ mẫu. Cảm ơn bác sĩ ạ. Được rồi. Về với hội thi ngày hôm nay, đội thi bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An chúng tôi bao gồm các thành viên: đồng chí Đức trong vai a sẵn, đồng chí Tú trong vai điều dưỡng, đồng chí Huyền trong vai điều dưỡng, đồng chí Khôi trong vai bệnh nhân tâm thần, đồng chí Tuyết trong vai y nua, và tôi Việt Hoàng đội trưởng cùng các thành viên khác trong đội. Về với hội thi ngày hôm nay, đội thi bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin dâng lên lời ca tiếng hát chào mừng hội thi thành công tốt đẹp. Nào đến đây bạn ơi vui ngày hội qua câu hát ân tình. Thành công rực rỡ.